Dạ vâng, em xin được kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Chu Su Audio Bắc Giang. Tiếp tục video ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2023. Bên em Du lại tiếp tục lên sóng để giới thiệu chi tiết và test chất âm cho các bác một lô mic Bio T9 mang thương hiệu 5M GT259. Đây là dòng Bio vỉ xanh 6 số tự ngắt, hàng do công ty Bio Đài Loan sản xuất các bác nhé. Thì đây là những bộ Bio đời cao của dòng vỉ xanh các bác nhá. Thì đối với dòng này nó sử dụng con IC rồi. Đấy. Đối với dòng mà những con mà các bác nhìn thấy con sử dụng con microchip to đây ấy, thì nó là những đời trước các bác nhá. Đấy. Thế còn những cái đời cao này thì bắt đầu họ sử dụng con IC rồi, giống như của Bio vỉ tím rồi. Đấy. Thì các bác nhìn thấy những dòng Bio vỉ tím hiện nay thì nó là dùng sử dụng con IC như thế này. Đấy. Thế còn tất cả những cái linh kiện vỉ mạch này của Bio thì nó như nhau, vỉ xanh và vỉ tím như nhau. Đấy. Với những dòng vỉ xanh đời trước thì nó sử dụng con microchip ở đây. Thế còn đời này thì nó dùng chung với những con IC như của vỉ tím rồi các bác nhá. Đấy, cho nên là đưa ra chất âm rất là hay và ổn định các bác nhá. Đấy, đây là những dòng đời cao vỉ xanh và các bác nhìn chân linh kiện các thứ của nó thì nó còn sáng bong, sáng bóng luôn ạ. Tất cả còn nguyên keo cồn của nhà máy. Ok chưa các bác? Đấy. Thì đây là model 5S. 5S thì là một công ty rất là lớn rồi. 5S là một công ty rất là lớn và các bác thấy đâu đó Bio vỉ tím những dòng 790 hay Bio vỉ xanh thì cũng đều có thương hiệu 5S này. Đấy, model GT259 này thì vỉ tím cũng có các bác nhé. Mặt này thì mặt truyền thống của những dòng Bio vỉ xanh và những dòng Bio 780. Các bác nhìn đằng sau thì cũng có các rắc ca lông cho các bác làm sự kiện. Đấy. Và rắc 6 ly cho các bác cắm vang số vang cơ âm ly. Đấy. Đây là các chiếc áp chỉnh độ nhạy đầu vào nguồn. Đây là cái tem tần số của nó các bác nhé. Đấy. Thì đối với dòng này thì các bác chỉ làm sự kiện nhỏ thôi, làm sự kiện nhỏ thôi, chủ yếu là anh em lắp phòng hát và gia đình. Chủ yếu là anh em lắp phòng hát và gia đình các bác nhé. Dòng vỉ xanh này. Dòng vỉ xanh này thì sóng nó không được khỏe bằng vỉ tím đâu các bác nhé. Về chất âm thì nó ngang ngửa vỉ tím, nhưng mà sóng thì em thấy là nó không được khỏe bằng vỉ tím đâu. Đấy. Đối với dòng này thì các bác làm kẹo kéo, làm sự kiện nhỏ, làm đám cưới, làm các cái chương trình hội nghị nhỏ thì đều ok. Về chất âm của nó thì đều rất là ok. Đặc biệt cái dòng Bio này thì thứ nhất là một trong những dòng mic tiết kiệm pin. Đấy. Rất tiết kiệm pin, nhất nhì trong các dòng mic em đã làm qua rồi. Thứ hai là chất âm bay sáng nhẹ và tiếng rất là hút mic. Tiếng của nó rất là đều dải cho nên là khi hát nó rất là dễ hát các bác nhé. Anh em mà hát giọng yếu cũng có thể hát được. Các bác có tuổi một chút các bác cũng có thể hát được, hay là trẻ em thì đều hát được. Phù hợp cho rất nhiều chất giọng. Anh em giọng hát yếu, giọng hát tốt, giọng khỏe đều có thể hát được. Thì đối với dòng này thì nó là dòng tay da cá màu vàng các bác nhá. Đấy, lô này của em là toàn bộ tay da cá màu vàng và tất cả dọ này em đã thay dọ inox rồi. Anh em nào thích dọ zin thì có dọ zin các bác nhá. Anh em nào thích dọ zin thì có dọ zin đây. Dọ zin thì nó hơi, sẽ hơi xấu một chút, nó hơi xước sát một chút ở cái dọ này. Đấy, và thứ hai là nó sẽ có bụi bẩn ở bên trong này. Đấy, thì anh em thì đa phần là về là em sẽ thay hết dọ cho các bác này nhá. Cái những cái dọ này thì thật sự là đa phần là em về em cho lên Thái Nguyên đúc xong. Ok chưa? Đấy. Còn thay hết cái dọ cho các bác này. Nói thật các bác là cái dọ nó chẳng đáng bao tiền cả. 1-2 năm sau các bác thấy nó bẩn, các bác thấy nó móp méo, các bác lại bỏ ra 100.000 các bác lại thay dọ mới. Cứ 1-2 năm các bác thay một cặp dọ là hết khoảng hơn 100.000 thôi, nó không đáng bao tiền cả. Đấy. Quan trọng nhất là cái chất âm của bên trong của mic và tất cả những cái mọi thứ khác này em bao zin cho các bác. Đấy. Nội thất các thứ ruột gan đây em tháo thử cho các bác đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy. Những cái này sau bọn em sẽ vệ sinh hết chân pin cho các bác cho sáng sủa. Đấy. Ok chưa các bác? Đây. Em bên kia là họ đánh dấu số phòng hát các bác. Đây là những lô mic mà bọn em tháo ở phòng hát ở bên kia về. Thì lô này chỉ được có 14 bộ thôi các bác nhé. Lô này chỉ được có 14 bộ thôi, lô cuối. Đây nói thật các bác là có thể đây sẽ là lô cuối cùng của năm với Bio vỉ xanh rồi. Và kể cả vỉ tím thì các chắc là em cũng không thể nhập được hàng nữa rồi. Đấy, bây giờ hôm nay đã là rằm rồi thì hàng nó sẽ không thể về nữa rồi các bác. Em còn một lô vang X5 đang về mà còn không biết có về được kịp đến nhà không. Không biết có về được kịp đến nhà để bán trong Tết không, lại để ra riêng. Còn một lô vang X5 chốt cách đây khoảng hơn 10 ngày rồi. Đấy, đến bây giờ nó chưa về đến nhà. Đấy, không biết nó có về được kịp không. Thế còn hàng bây giờ mà chốt ở bên Trung Quốc thì chắc chắn là không bao giờ về được trong Tết nữa. Đấy, thì các bác cũng phải lưu ý là đây là những lô mic cuối cùng của năm rồi. Và đây cũng là những hàng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, các bác nhìn có thể soi gương được này các bác này. Đấy, mặt đầu thu có thể soi gương được luôn này. Ok chưa các bác? Đấy, các bác nhìn này ạ. Em đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Đời rất là cao. Con này là đời 2016 các bác nhá. Đấy, đây là đời cao của Bio vỉ xanh rồi. Đấy. Thế còn một số ông mà bảo có Bio vỉ xanh đời 2018-19 là không có đâu các bác nhá. Thì Bio vỉ xanh này sau những đấy là người ta chuyển sang vỉ tím rồi, nó sẽ không còn những bà dòng Bio vỉ xanh nữa đâu.
Nếu còn bay bỉ xanh thì sẽ là những hàng nhái, hàng đặt tên của sau này thôi các bác nhé. Thế còn những đời 16, 15, 14 thì mới có bỉ xanh các bác nhé. Bỉ xanh của bay. Còn sau này bay người ta nâng cấp lên bỉ tím rồi, người ta không sản xuất bỉ xanh nữa đâu. Các bác lưu ý nhé. Đấy, nếu mà còn bio vỉ xanh thì sau này nó sẽ cải biên nên là do các công ty khác người ta sản xuất giống của bio thôi, chứ không phải của bio sản xuất nữa đâu các bác nhé. Là các bác lưu ý. Ở đây là những dòng bio vỉ xanh 6 số tự ngắt của bio đời 2016. Ok chưa các bác? Đấy, nếu mà có đơn vị nào bán bio vỉ xanh giống như thế này mà bảo là đời 17, 18, 19 là có nghĩa là đời đấy là đời lói phép rồi các bác nhé. Chỉ có đời 16 trở về trước thôi. Đấy, quan điểm của em là bán hàng là nói rõ để cho các bác lưu ý. Đấy, vì những đời này nó sâu hơn cho nên là giá thành nó rẻ hơn, nó hợp lý hơn thôi. Chứ còn về chất âm của nó thậm chí nó còn có những điểm nhỉnh hơn của vỉ tím, bởi vì đây nó là những dòng sản xuất, những dòng tiên phong trước khi mà nhà máy bay ơi người ta chuyển sang vỉ tím. Ok chưa các bác? Đấy. Thì đối với dòng này thì nó chỉ có tự ngắt thôi, không có gia tốc, nhưng mà về chất âm của nó thì không khác gì bay ơi vỉ tím các bác nhá. Không khác gì bay ơi vỉ tím. Đấy, chất âm thì không khác gì bay ơi vỉ tím, về sử dụng côn của nó, côn của vỉ tím thôi. Đấy, không có gì khác cả các bác nhá. Đây. Côn nó là côn vàng đây các bác nhá, côn vàng củ nhựa. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Tất cả là em bao lấy pin các thứ là ngon lành cành đào hết cho các bác, sạch sẽ, bao zin cho các bác, ok chưa? Và chất âm thì con này thì bao cho các bác là không thua kém vỉ tím một tí nào luôn các bác nhá, không thua kém một tí vỉ tím nào. Đây nó chỉ là đời trước của vỉ tím thôi, nên là đời nó sâu hơn thì giá thành nó hợp lý hơn, rẻ hơn. Và sản phẩm bên em bán ra thì vẫn bảo hành cho các bác cả 3 tháng, lỗi là đổi, ok chưa các bác? Lỗi là đổi. Đây là những bộ đời cao của vỉ xanh các bác nhá, những bộ đời cao của vỉ xanh. Và em alo thử chất âm cho các bác nghe thử. Rồi sau đó em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác luôn. Đây, em đã lắp rồi. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Đêm băng lá vàng đốt thư tình cũ. Các bác thấy tiếng rất là dày và về tổng thể tiếng của nó rất là đều dài các bác nhé. Xì xì rất là ngọt nè. Các bác nghe tiếng xì xì rất là ngọt. Đêm 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Đi 1 2 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10. Thì các bác có thấy là tiếng của nó rất là đều dải. Và nếu các bác cắm thử một bộ mic vỉ tím với một bộ mic vỉ xanh này và không cho các bác nhìn thì các bác cũng không thể phát hiện đâu là tiếng của vỉ tím, đâu là tiếng của vỉ xanh. Nó không khác nhau cả các bác nhé. Ok chưa bác? Tiếng y xì óc tiếng vỉ tím luôn. Và bộ mic này em cũng xin báo giá luôn cho các bác. Giá em bán ra một lô mic này, lô cuối cùng của năm. Giá thành thì nó cao lên rất là nhiều rồi, nhưng mà bên em vẫn bình ổn giá cho các bác là 1.800.000, bao ship tặng đầy đủ phụ kiện như này và tặng một bộ pin sạc các bác nhá. 1.800.000 bao ship tặng đầy đủ phụ kiện và tặng một bộ pin sạc các bác nhá, một bộ pin sạc double mount 3.200. Giá này thì thực sự các bác là cũng không còn có thể rẻ hơn được nữa, bởi vì hàng giáp Tết nó rất là cao. Bây giờ các đơn vị khác chắc là bán 1.900.000 nhưng không có pin sạc đâu. Pin sạc này là chỉ có bên em đang làm chương trình tặng pin sạc thôi. Đấy. Và tất cả là phụ kiện bên em là tặng đầy đủ chống lăn đầu đuôi các bác nhé. Tặng đầy đủ chống lăn đầu đuôi trên dưới. Đấy. Thì các bác biết nào, dây 6 ly của bên em là dây 6 ly cong vuông góc các bác nhé. Dây 6 ly cong vuông góc để cho các bác nào mà những con vang nó có lỗ cắm mic đằng trước thì các bác bẻ vào nó tiện. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại em là 0378 030 730 các bác nhé. Em chỉ có 14 bộ thôi, 14 bộ thôi. Để các bác nhanh tay ạ. Đấy. Đây là những dòng mic cực kỳ là chất lượng và tiếng rất là hay rồi, hát nhẹ. Cho các bác hát không có điểm gì để chê cả. Đấy, các bác nhanh tay nhá, giá chưa đến 2 triệu mà các bác được bộ mic rất là đẹp rồi. Rồi, các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em và hoặc là Zalo. Các bác đang xem là video thì các bác tặng em Zoom một nút like các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì bác nhớ nhấn nút đăng ký kênh, bấm nút chuông để theo dõi các video, các cái sản phẩm bên em. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.